Sau 13 ngày điều trị hồi sức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hai cẳng chân bị đứt rời của anh DHH, sinh năm 1985 ở Thái Bình, được nối ghép thành công. Bàn chân, ngón chân hai bên hồng ấm đã cử động nhẹ, tiên lượng sẽ hồi phục chức năng tốt. Trước đó, do bất cẩn, anh H đã đứng vào trong máy ép vải sợi khi đóng cầu dao thử máy, khiến khuôn ép cắt đứt rời hai cẳng chân. Đến thời điểm bây giờ thì em cảm thấy cơ thể là cơ bản là ổn, và em cũng cảm ơn đến ban lãnh đạo của bệnh viện đã tận tình giúp đỡ và chăm sóc em. Qua cái phẫu thuật thì là sức khỏe của em dần ổn định và các ngón chân dần dần có thể là vận động dần dần là ổn định. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc, khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tiên lượng diễn biến của bệnh nhân hiện tại khá thuận lợi. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh và thuốc chống đông trong khoảng 10 ngày sau mổ, thay băng chăm sóc vết mổ hàng ngày. Mặc dù là đứt hai cẳng chân ấy, thì cái việc thực hiện một ca mổ chồng lại cả hai cẳng chân thì đòi hỏi là hết sức khẩn trương. Thế và chúng tôi phải đã tổ chức hai kíp mổ. Khi bệnh nhân đến thì tôi khám xong thì yêu cầu số bác sĩ mà ở khu vực cấp cứu ấy, thì cho làm xét nghiệm khẩn trương trong vòng khoảng 30 phút, những cái xét nghiệm hết sức cơ bản. Thế và sau đó thì chúng tôi triển khai đưa bệnh nhân lên phòng mổ ngay. Và trên phòng mổ cũng được báo trước, chúng tôi điện cho chủ nhiệm khoa cái máy hồi sức. Trên đó người ta cũng chuẩn bị luôn tất cả mọi những cái gì cần thiết cho một cái ca phẫu thuật. Và chỉ sau khoảng 45 phút là chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật được. Một bên thì tổn thương qua khớp, một bên thì tổn thương qua một ba giữa cẳng chân. Thế và chúng tôi tiến hành cái kết xương đơn giản, đủ vững chắc trong kết xương đơn giản để tranh thủ cái thời gian xử lý các cái phần khác. Và chúng tôi đã tiến hành nối mạch ngay. Sau khi nối mạch thì cái phần chi thể được cấp máu tốt và gần như là không có cái gì trục trặc ở trong cái ca mổ cả. Thế và các bạn biết là đến hôm nay là ngày thứ 13 thì cả hai phần chi thể chồng lại gần như là không còn phù nề gì cả. Cái màu sắc tất cả mọi cái như là một cái chi bình thường. Cái tổn thương của bệnh nhân như thế chúng tôi đã phục hồi cả về gân xương, gân cơ, mạch máu và đặc biệt là thần kinh. Thì chúng tôi đã nối cả thần kinh cho bệnh nhân. Thì sau này khi bệnh nhân đi có cái cảm giác của bàn chân tốt ấy, thì bệnh nhân sẽ đi lại khá tốt. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc, tình hình đứt rời chi thể do mất an toàn trong lao động rất thường gặp, nhưng rất hiếm gặp trường hợp đứt rời cả hai cẳng chân. Đây là trường hợp đầu tiên được chồng lại cả hai cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam.